Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh video YouTube của Shop Việt Trường Leo. Ở góc phải màn hình có một nút đăng ký màu đỏ, xin mời quý vị và các bạn ấn vào nút đăng ký màu đỏ, sau đó ấn vào chuông để nhận được những video mới nhất, những clip test cũng như những bài review sản phẩm mới về tại Shop Việt Trường Leo. Thì ở video ngày hôm nay, Shop Việt Trường Leo hân hạnh giới thiệu với quý vị và các bạn một số sản phẩm audio tuyển chọn hàng bình dân có mức giá cực kỳ hợp lý mà Shop Việt Trường Audio vừa cập bến và hân hạnh giới thiệu tới quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay, ngày 14 tháng 10 năm 2020, vào một ngày mưa gió. Thì rất mong được quý vị và các bạn ủng hộ bằng cách ấn like, share video này nhiều hơn nữa. Ở video này, hân hạnh giới thiệu tới quý vị và các bạn một số âm ly cũng như một chiếc đầu CD có mức giá cực kỳ hợp lý tại Việt Trường Audio, và hân hạnh giới thiệu tới quý vị và các bạn. Ở phía bên tay phải, xin mời quý vị và các bạn quan sát là chiếc đầu CD Tech, model là VRDS25X, một trong những chiếc đầu có mức giá cực kỳ hợp lý, 27 triệu đồng cho chiếc đầu CD Tech 25X này. Có đầy đủ phụ kiện khiển dây nguồn, chân chén, zin theo máy, và đặc biệt chiếc đầu này có hình thức cực kỳ tuyệt đẹp. Mời quý vị và bạn quan sát lại gần hơn nữa. Đây là chiếc đầu CD Tech VRDS25X. Thì đây là một trong những model cực kỳ hợp lý hiện nay, có chất âm gần như là tương đồng với sản phẩm cao cấp hơn nữa là Tech 25XS, mà mức giá cực kỳ hợp lý, chỉ 27 triệu đồng. Quý vị và các bạn đã có một chiếc đầu vừa nghe CD hay, vừa có giải mã cực kỳ chất lượng cũng như hình thức thì tuyệt đẹp. Sản phẩm không hề chảy xước, góc cạnh còn vuông vức và rất là đẹp, mới lên tới 90% trở lên. Đấy là chiếc đầu CD Tech 25X. Và ở bên phía dưới, hân hạnh giới thiệu tới quý vị và bạn, Shop tiếp tục về tiếp một cái chiếc âm ly. Ở đây là chiếc âm ly Lukman L505U. Đây là một trong những model Shop thường xuyên cập nhật hàng, và hầu như là trong cửa hàng lúc nào cũng phải có sản phẩm này để phục vụ quý vị và các bạn, cũng như thực hiện test những video trung thực nhất, chất lượng âm thanh tốt nhất gửi tới quý vị và các bạn. Đây là một trong những model Shop nhận xét là phối ghép cùng đôi loa JBL L65A hay L65 Dubai cực kỳ tuyệt vời và cực kỳ hợp lý, với mức giá cực kỳ đao, cực kỳ tốt cho quý vị và bạn. Chiếc âm ly này chỉ 42 triệu đồng, giá thị trường rất nhiều Shop đang bán cao hơn, nhưng Shop đặc biệt chiếc âm ly này gửi tới quý vị và các bạn mức giá cực kỳ tốt, chỉ 42 triệu đồng cho chiếc âm ly Lukman L505U này. Đây là hai sản phẩm dòng cao cấp một chút xíu. Và tiếp sang bên này, xin mời quý vị và các bạn đón nhận những dòng sản phẩm cổ hơn và cũng rất là đẹp, được tuyển chọn rất là kỹ tại Việt Trường Audio. Phía bên trên cùng, quý vị và các bạn có thể dễ dàng quan sát là chiếc âm ly Lukman L80V. Đây là một trong những model thành công với doanh số bán cao nhất từ xưa đến nay của thương hiệu Lukman, và được tuyển chọn tại Việt Trường Audio với tất cả các núm bề mặt rất là đẹp, tinh tươm. Và chiếc âm ly này có mức giá tại Việt Trường Audio là 21 triệu đồng. Gửi tới quý vị và các bạn chiếc âm ly Lukman L80V tuyệt đẹp, ruột gan 7 màu, hoạt động hoàn hảo. Bên phía dưới là chiếc âm ly Sansui 2000X, một trong những chiếc âm ly được đánh giá là vừa miếng nhất, phù hợp nhất và dễ dàng chơi lành, tính rất ít bệnh lặt vặt, là chiếc âm ly Sansui 2000X đến từ Nhật Bản. Đây là một trong những model Shop cũng thường xuyên cập nhật hàng để phục vụ quý vị và các bạn, và do số lượng sản xuất đã không sản xuất nữa, vì vậy số lượng trên thị trường hàng đẹp còn rất ít. Thì bật mí tới quý vị và các bạn, đây là một sản phẩm tuyệt đẹp, gần như mới trên 90%,
và mức giá cực kỳ hợp lý tại Vietjet Audio, chỉ 15 triệu đồng cho chiếc Omni Sensui 2000X này. Rất mong quý vị và các bạn qua trực tiếp shop để trải nghiệm cũng như thẩm âm chất lượng của sản phẩm này. Và phía dưới chiếc Omni Sensui Receiver 8080, đây cũng là một trong những model shop thường xuyên cập nhật hàng để phục vụ tới quý vị và bạn, thì chiếc Omni này có mức giá là 23 triệu đồng tại Vietjet Audio. Tất cả sản phẩm đều được bảo hành zin nguyên bản và tuyệt đẹp, chính hãng là hàng bãi và chưa qua sử dụng tại thị trường Việt Nam, và tất cả đều hoạt động hoàn hảo. Đấy là sơ lược qua về vài món sản phẩm vừa về ngày hôm nay tại shop Vietjet Audio. Thì shop sẽ có từng video review giới thiệu từng sản phẩm tới quý vị và các bạn, và kính mong quý vị và các bạn đón nhận những video tiếp theo giới thiệu các sản phẩm này. Và mọi nhu cầu mua sắm, tư vấn phôi ghép, xin mời quý vị và các bạn liên hệ với số điện thoại của shop hoặc trực tiếp qua shop tại địa chỉ ở trên tấm biển. Cũng như rất mong quý vị và bạn có những cái trải nghiệm tốt nhất, những trải nghiệm trung thực nhất, hãy trực tiếp qua shop và trải nghiệm những sản phẩm này. Và xin khẳng định là quý vị và bạn sẽ không thất vọng bởi những sản phẩm này mang lại chất lượng âm thanh cho quý vị và bạn như mong muốn, và sẽ luôn có mức giá tốt nhất cho quý vị và bạn mỗi khi giao lưu với shop Vietjet Audio. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.